Hello các em, lại là cô Nhi đây. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục một bài học về hiện tại hoàn thành. Và bài học của chúng ta lại là một bài học mở rộng các em nha. Chúng ta mở rộng, cô mở rộng cho các em để các em có thể tiếp cận những cái cấu trúc. Và chúng ta sẽ làm bài viết câu tốt hơn ha. Vậy hôm nay chúng ta sẽ học ba cấu trúc chính. Cấu trúc đầu tiên là how long và when ha. Cấu trúc tiếp theo là is time cộng với since. Và cấu trúc cuối cùng là this is the first time. Ok ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu học cấu trúc đầu tiên các bạn nha. How long và when nha. Rồi, các bạn ơi, chúng ta sẽ sử dụng từ hỏi how long để hỏi về một cái việc xảy ra trong một cái khoảng thời gian ha mấy bạn ha. How long nghĩa là bao lâu á, bao lâu thì là một khoảng thời gian ha. Kết hợp với thì hiện tại hoàn thành để hỏi là mình làm việc đó trong khoảng bao lâu. Các bạn nhớ nha. Rồi, còn mình sẽ sử dụng chữ when để hỏi về một mốc thời gian các bạn nha. When là mốc thời gian của một hành động ở quá khứ ha, bắt đầu làm cái việc đó khi nào bạn làm cái việc đó nha. Rồi bây giờ mình đi đến phần cấu trúc. Cô Nhi có when ha cộng với trợ từ did ở quá khứ đơn rồi chủ ngữ, đằng sau did thì động từ của chúng ta phải về nguyên mẫu các bạn nha. Rồi với hiện tại hoàn thành, từ cấu trúc cho mình biến đổi như sau: when mình đổi qua thành how long ha, did ha mình đổi qua thành have has, vì lúc này là hiện tại hoàn thành rồi thì mình phải mượn cái trợ từ của hiện tại hoàn thành nha. Rồi chủ ngữ mình đưa xuống nè, rồi verb không thì mình đưa xuống là verb 3 ed các bạn nha. Rồi bây giờ mình đi đến phần ví dụ. Ok, ví dụ nè, cô có câu là when did you begin practicing karate? When did you begin practicing karate? Nghĩa là bạn đã bắt đầu luyện tập karate từ khi nào? Từ khi nào? Ha. Rồi, từ cái câu ở trên này cô viết xuống ha. When cô hay bằng how long. Trợ từ did ở quá khứ đơn thì cô phải chuyển về trợ từ ở hiện tại hoàn thành. Đó là chữ have nha. Lý do chủ ngữ là you thì mình phải chọn have. Have xong rồi you mình đưa xuống ha. Rồi cái anh practicing này mình biến đổi thành verb 3 practice have ed vào giùm cô ha. Rồi viết lại thôi. Câu này nghĩa là gì? Bạn luyện tập karate được bao lâu rồi? Rồi câu ở trên là bắt đầu luyện khi nào? Câu ở dưới là được bao lâu rồi ha. Tiếp tục mình sẽ đi đến cấu trúc is cộng với time và cộng với since các bạn nha. Rồi các bạn lưu ý giùm cô Nhi nha. Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc này để nhấn mạnh một cái khoảng thời gian mà chúng ta đã bắt đầu làm một cái hành động nào đó. Rồi bây giờ mình đi đến phần công thức các bạn nha. Cô Nhi có cái công thức là chủ ngữ cộng happen hoặc là hasn't ha, rồi cộng với verb 3 ed, rồi đằng sau mình cộng với for cộng với thời gian. Thì khi viết lại á thì mình sẽ mượn chủ ngữ giả là it is các bạn ha. It is ha. Rồi cái for time này cô Nhi đưa xuống, lấy cái chữ time này thôi. Chữ time này đưa xuống ha. Rồi bắt đầu mình mượn chữ since ở đây ha. Rồi chủ ngữ have hoặc là hasn't verb 3 thì mình biến nó thành verb 2 đi giùm cô Nhi nha. Vì các bạn nhớ không, mình đã học rồi, đằng sau mình đề since á thì động từ phải là như thế nào mấy bạn? Là quá khứ đơn verb 2 đi nha. Rồi. Cô Nhi có còn cái ví dụ cho các bạn nè. Ok. Alex hasn't been back to his hometown for 10 years. Alex hasn't been back to his hometown for 10 years. Nghĩa là Alex đã không quay về quê của anh ấy được 10 năm rồi. Nghĩa là 10 năm xa quê rồi vẫn chưa trở lại ha. Vậy thì cấu trúc này chúng ta dùng để nhấn mạnh cái khoảng thời gian của hành động. Vậy thì đã 10 năm rồi kể từ khi anh ấy lần cuối trở về quê của mình. Đúng không mấy bạn? Rồi vậy thì lúc này vẫn là chủ ngữ giả it nè, it is nha mấy bạn ha. Rồi cái time ở đằng sau chữ for là for 10 years này nè. Cái 10 years mình đưa xuống, it is 10 years ha. Rồi tiếp tục mình mượn anh since. Rồi chủ ngữ Alex mình cũng đưa xuống luôn, hasn't been. Mình đổi qua thành verb 2 là was và mình làm khẳng định lại mấy bạn ha. Cái nghĩa mình phải khẳng định lại ha. Rồi viết lại y nguyên thôi. It is 10 years since Alex was back to his hometown. Đã 10 năm rồi kể từ khi Alex về quê của mình. Ok ha. Rồi, một cái công thức tiếp theo cho các bạn. Đó là công thức
với this is the first time hoặc là second time hoặc là third time vân vân ha. Và cái công thức này mình cũng chỉ sử dụng với thì hiện tại hoàn thành thôi, nghĩa là nó không liên quan gì đến quá khứ hết ha. Rồi chúng ta sẽ sử dụng công thức này để mình nói về cái trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên tôi làm hành động đó, đây là lần đầu tiên tôi ăn cái món đó vân vân ha. Mình nói về trải nghiệm thì mình sẽ dùng công thức này. Rồi mình có chủ ngữ nè, cộng have, has, cộng never ha. Rồi cộng với 3 ed thông tin đằng sau, và cộng với before ha. Cái này quen mấy bạn, cặp never before này là mình đã học ở lesson 2 rồi, mấy bạn nhớ không, để nói về trải nghiệm đó ha. Rồi hoặc là bên dưới cô Nhi có chủ ngữ cộng having hoặc là hasn't, là thay vì cô ghi never là nghĩa phủ định thì bây giờ mình xuống mượn trợ từ phủ định luôn ha, mình không dùng never cũng được ha. Rồi chủ ngữ cộng having hoặc là hasn't nè, verb 3 ed rồi cộng chữ before ha. Một trong hai cấu trúc này ha mấy bạn ha, một trong hai cấu trúc này, cấu trúc nào cũng được, tùy cái đề người ta cho các bạn, mình linh hoạt để mình lựa chọn mình sử dụng các bạn nha. Rồi khi các bạn gặp cái đề như thế này, mình sẽ biến đổi nó như sau: this is the first time hoặc là the second time, tùy cái đề ha. Rồi mình cộng với chủ ngữ nè, rồi have has này mình cũng đưa xuống phụ thuộc vào chủ ngữ ha, rồi verb be đi là xong. Dễ đúng không? Nó y chang ở trên luôn. Nếu như câu trên là khẳng định thì câu dưới mình là phủ định vân vân ha. Rồi các bạn nhớ giùm cô Nhi ha, nhắc lại công thức nè: this is the first time, the first time hoặc là second time mình cộng chủ ngữ, rồi cộng với động từ của hiện tại hoàn thành là have had cộng với be đi. Bây giờ mình sẽ đi đến phần ví dụ các bạn nha. Rồi cô Nhi có cái ví dụ như sau, đó là I have never eaten sashimi before. I have never eaten sashimi before. Nghĩa là tôi chưa bao giờ ăn món sashimi trước đó cả. Tôi chưa bao giờ ăn món sashimi trước đó cả. Được chưa? Vậy thì khi mình viết lại, trước là gì? Đây là lần đầu tiên tôi ăn đúng không? Thì mình sẽ mượn cụm từ this is the first time các bạn ha. Chủ ngữ I cô Nhi đưa xuống à. Rồi động từ ở trên đang là nghĩa phủ định. Mặc dù cái câu này câu khẳng định không có not, nhưng mà nó vẫn mang nghĩa phủ định các bạn nha. Thì khi động từ mình đưa xuống, mình bỏ chữ never đi, mình biến thành khẳng định giùm cô Nhi nha. Rồi have eaten ha sashimi, before này mình cũng bỏ đi luôn ha. Thì mình sẽ có một cái câu viết lại hoàn chỉnh như sau, đó là this is the first time I have eaten sashimi. Đây là lần đầu tiên tôi ăn món sashimi. Ok, dễ đúng không? Rồi tiếp tục cái ví dụ thứ hai cho các bạn nè. My brother hasn't been to America before. My brother hasn't been to America before. Nghĩa là anh của tôi chưa đến nước Mỹ trước đó. Thì mình viết lại, đây là lần đầu tiên anh tôi đến Mỹ ha. Rồi thì lúc này mình vẫn mượn cụm từ this is the first time đứng đầu ha. Rồi my brother mình đưa xuống. Rồi động từ ở đây đang là phủ định, thì mình viết lại thành khẳng định là has been, bỏ not đi ha. To America, chữ before mình cũng bỏ đi luôn. Các bạn nhớ nha, nếu như các bạn viết lại với cấu trúc this is the first time á, thì chữ before mình bỏ đi nha mấy bạn nha, không viết lại nha. Nha. Rồi thì câu này mình dịch là đây là lần đầu tiên của anh tôi đến Mỹ ha. This is the first time my brother has been to America. Rồi các bạn ơi, vậy thì ví dụ này cũng khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay rồi. Cô Nhi biết là bài học rất là khó, nhưng cô hy vọng là các bạn có thể xem lại, ôm lại bài để mà mình nghiền ngẫm cái công thức đó và mình làm bài ít có sai hơn nha, làm bài đúng và điểm cao hơn các bạn nha. Và các bạn nhớ là nếu như có bất cứ một cái thông tin cần trung tâm hỗ trợ hoặc là cung cấp gì đó thì các bạn có thể liên hệ với trung tâm thông qua những cái thông tin ở trên màn hình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo nha. Goodbye.